có tranh cãi trọng tài thì sẽ có những bức xúc ở phòng họp báo. Nhưng mỗi người bày tỏ theo một cách khác nhau, bình tĩnh như đội FC Hòa Bình chẳng hạn. Về quyết định của trọng tài, tôi nghĩ ai cũng có sai sót. Có thể lúc này chúng tôi gặp bất lợi, nhưng có lúc đội khác sẽ gặp. Tôi nghĩ chúng tôi còn nhiều sai sót để dẫn tới trận thua này. Tôi và cầu thủ sẽ mổ xẻ lại thất bại này và chúng tôi chấp nhận kết quả. Còn chỉ trích nhưng vẫn ôn hòa là cách thường thấy của huấn luyện viên Võ Đình Tân, đội bóng Khánh Hòa. Rõ ràng cầu thủ Nam Định đã dùng chân đạp sâu phải quả tông bóng lên thẳng cái chân vào ngực của thủ môn luôn. Nhưng cuối cùng để lại ấn tượng nhiều nhất vẫn là những lời ta thán của huấn luyện viên Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Tiến Thành sau trận thua trước câu lạc bộ Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Khởi bây giờ còn ngồi ở VFF thì làm sao ai đá lại? Ông chừng mắt thôi là mấy ông trọng tài sợ hết. Mấy lời cay đắng thốt ra ở phòng họp báo thì truyền thông thời mạng xã hội quá ưa thích rồi. Chỉ trích thể chế bóng đá, nhà điều hành bóng đá thì sẽ tạo ra hình ảnh một người thẳng thắn và tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Đó có thể là nghệ thuật điều khiển phòng họp báo của ông Vũ Tiến Thành. Truyền thông thay vì bàn về phong độ bết bát của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ sẽ bàn về những vấn đề của bóng đá Việt Nam. Nhưng liệu chúng ta có thể rõ ràng với nhau về một vài nguyên tắc được không ạ? Ví dụ như là sau một trận thua, chúng ta không nên bàn về điều lệ giải. Năm 2020, ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt câu lạc bộ Sài Gòn đã để thua câu lạc bộ Bà Rịa tại Cúp Quốc gia. Ông cũng than phiền là không được sử dụng cầu thủ ngoại khi đá với đội bóng hạng thấp hơn nên đội bóng của mình thất bại. Đến năm 2023, ông cầm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và lại thua câu lạc bộ Bà Rịa tại Cúp Quốc gia và vẫn là lý do tương tự. Điều lệ giải nên được bàn ở cuộc họp của ban chấp hành VFF và phải thuận theo quy tắc đa số chứ ạ. Thứ hai, khi chúng ta thua, chúng ta sẽ thống nhất là không nhắc tới những đối tượng không liên quan trực tiếp đến trận đấu đó được không ạ? Kiểu như là năm 2020, khi câu lạc bộ Sài Gòn của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đuối sức trong cuộc đua vô địch thì ông lại chỉ trích các đội bóng khác đã để thua quá dễ dàng. Từ hai đội bóng mạnh nhất ở Việt Nam được xem là có những cầu thủ xuất sắc nhất, Hà Nội lụm hai đội bóng đó 12 điểm. Họ có 27 điểm, lụm 12 điểm và lụm tới 12 bàn thắng. Đá với Hoàng Anh Gia Lai họ một trận 3-0, trận 4-0, 7-0. Đá với Thành phố Hồ Chí Minh một trận 3-0, trận 2-0 có phải 12 bàn thắng không? Họ ghi 27 bàn. Hình như là 27 bàn, họ ghi 12 bàn thắng. Họ không đội bóng, riêng hai đội bóng đó không là dâng hiến cho Hà Nội hết 12 điểm rồi. Cứ tuân theo nguyên tắc này thì sau trận thua trước câu lạc bộ Hà Nội, ông Vũ Tiến Thành hoàn toàn có thể nói trọng tài đã làm hỏng trận đấu này và khiến chúng tôi bị thua. Đồng ý. Hoặc nặng nề hơn nhưng cũng rất là trực diện. Trọng tài hay thiên vị câu lạc bộ Hà Nội quá cũng được. Nhưng nếu bảo vì phó chủ tịch VPF liên quan tới câu lạc bộ Hà Nội khiến cho các trọng tài sợ. Đấy, đó lại là chuyện của thể chế bóng đá. Bóng đá Việt Nam trước đến nay, thành phần lãnh đạo liên quan tới các đội bóng là chuyện cực kỳ phổ biến. Trước đây, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty VPF là ông Võ Quốc Thắng liên quan tới Đồng Tâm Long An. Phó chủ tịch ông Đoàn Nguyên Đức thì liên quan tới Hoàng Anh Gia Lai. Còn bây giờ thì phần lớn các phó chủ tịch của cả VPF lẫn VFF đều có liên quan mật thiết đến các đội bóng cả. Có thể vấn đề của ông Thành nói cũng không sai. Nhưng chả lẽ các vấn đề của bóng đá Việt Nam bây giờ phải được chờ bàn luận để giải quyết sau các trận thua của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay sao? Nếu không thích các cuộc họp báo, ông có thể làm như huấn luyện viên của câu lạc bộ Bình Dương sau trận hòa Nghệ An. Sao bạn hỏi đến 6 câu liên tục vậy?